Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của Bếp Quý Thánh. Yes. Ông ơi, em đã bao giờ đi vào trong nhà vệ sinh và nhìn thấy một cái bồn cầu biến thành quái vật chưa? Tất nhiên là chưa rồi. Ở trong cái bồn cầu ấy thò ra một cái đầu người chưa? Chưa, tất nhiên là chưa rồi. Thế thì trong video ngày hôm nay anh sẽ dẫn ốc cùng các bạn đi xem một con quái vật tên nó là gì nhỉ ông nhỉ? Chắc em cũng nghe anh nói rồi đúng không? Quái vật bồn cầu. Đúng rồi, tên nó là Skibidi Toilet. Rồi bây giờ vào để biết nó như nào nhá. Và trước khi vào các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh và để xem quảng cáo. Còn bây giờ đi thôi, nghe nó con đấy đang rất là hot luôn ấy. Yeah. Ui, vừa vào này nhìn mấy cái ảnh này, ui quái vật đầu bồn cầu. Và quái vật làm thiên thần kìa. Ôi sao quái vật lại là thiên thần? Ai mà biết được. Bây giờ vào chơi để xem như thế nào nhá. Ủa thế là thiên thần lại là quái vật là sao? Ủa ôi, hai cái bồn cầu đen đen bẩn bẩn kìa. Bê Quý Thành, anh đâu? Đây anh đây. Đâu? Đây. Đâu? Hả? Đây. Hả? Anh chính là người đầu camera đó các bạn. Bê Quý Thành có nhất thiết là phải đi toilet mà cũng mặc vest không? Mặc cho nó oách xả một tí thôi có sao đâu. Ôi đi toilet lại còn phải oách. Đây chính là cái bồn cầu này. Ôi kinh quá, bẩn quá. Sao bồn cầu gì mà bẩn này? Bồn cầu 1000 năm không ai tẩy rửa à? Bạn nào mà có những nhà mà có cái bồn cầu không được vệ sinh thì bồn cầu sẽ biến thành quái vật cho mà xem. Quá chuẩn luôn. Đúng rồi, bây giờ đi xuống thôi nha. Đâu nhỉ? Nghe nói là dưới này là một cái mê cung và chúng ta sẽ gặp cái quái, con quái vật bồn cầu. Ôi, đây rồi. Ui, con này sao nó cứ há mồm ra để làm gì? Nó cắn anh, nó nuốt anh vào trong bồn cầu đó mà. Ôi, thế là anh khác gì một đống. Thôi rồi, dí đứa đấy rồi. Mình nhảy xuống. Rồi, leo leo lên cái đỏ đỏ kia kìa. Đấy, đúng rồi, leo như bạn kia kìa. Ôi, bồn cầu có quái vật da đen rồi. Ôi, bạn ơi. Sao nhìn cái con quái vật này giống Barack Obama vậy? Obunga. À, Obunga. Đúng vậy. Mình cảm thấy mệt mỏi lắm. Cay đi à các bạn ơi. Nó đứng đợi, nó núp ở trong đấy rồi. Mình chán luôn đấy các bạn. Chán luôn. Cái này mình chắc chắn mình sẽ. Bây giờ leo lên cái chỗ đỏ đỏ luôn đi này. Đây này, nhanh lên này. Leo lên, đúng rồi. Rồi, đi qua à, rồi các bạn ơi. Quá đây, tuyệt đây. Vời. Ở dưới này là gì? Wow, lừa. Có bà nhượt lừa ta. Rồi, có bà nhượt lừa ta. À, rất nhanh luôn đấy. Đúng rồi, bọn bồn cầu này không biết ăn cái gì mà chạy nhanh thế nhỉ. Bồn cầu này còn ăn gì? Ăn gì? Các bạn đoán xem. Bồn cầu còn ăn cái gì được. Nhanh lên. Nhảy lên. Anh nhảy lên rồi. Nhảy lên, đúng rồi. Hay quá. Đứng vào cái chỗ điểm dấu hiệu đây, đúng rồi. Bây giờ mình sẽ làm gì? À, mình nhảy, nhảy. Mình nhảy ở đây, nếu mà mình trượt chân xuống là bị con kia nó cắn luôn. Ủa, cái gì ấy? Ui, nó còn phát ra điện các bạn ạ. Bồn cầu điện giật các bạn ạ, rơi xuống nó giật cho te đít luôn. Thôi, để qua đây. Rồi. Ui, mày quá. Tí thì rơi xuống. Nhảy đi. Còn lâu mình bắt được tàu nhá. Ui, ô. Lắm bồn cầu đây. Bồn cầu lái xe. Cẩn thận. Không sợ. Trời anh ơi. Ôi, tí nó chỉ mất bông các bạn ạ, kinh quá. Bây giờ làm gì? Ôi, dưới này một con bồn cầu to lắm các bạn ơi. Bồn cầu siêu to khổng lồ, ui giời ơi. À, nhảy lên cái hình tròn, nhìn thấy không? Hình tròn đây này, thấy không? Đâu? À. Đấy, hình tròn đấy, thấy không? Ok. Yeah. Ok. Đấy. Rồi. À, ui, bạn kia chết rồi. Chưa chết à? Bạn lắc kìa, ui nó to này. Ui, nó nghiền, phát chết rồi. Vai, nó đứng ở đây, nó chặn ạ. Nó đuổi rồi đấy. Nhảy lên. Đây rồi. Nhảy lên. Đúng rồi. Đừng bị trượt chân xuống nha, Bê Quý Thánh nha. Không bao giờ luôn. Ý, con bồn cầu cay, không bắt được anh Bê Quý Thánh cay không ạ. Rồi. Trời ơi, to làm gì. To cũng chỉ đứng nhìn thôi. Bạn bị kinh rồi. Đừng vào. Để dừng đấy chết chắc. Ôi. Lại bồn cầu nào to siêu đại khổng lồ kia. To đấy. Ôi, lại bồn cầu da đen. Nhảy sang hai bên để em tránh, hiểu không? Em biết rồi. Ô, nhảy một phát qua được luôn kìa. Thôi mình đừng liễu, lại có cái loa ở kia kìa. Đấy. Nhảy sang hai bên. Đúng rồi. Ôi giời ơi. Nó quay ra đây, ôi giời. Này đi. Đi thôi. Mình thông minh các bạn ạ, đừng có chơi như cái đứa vừa nãy chơi thế, chơi rốt. Ôi giời ơi, nhìn mắt nó đỏ, trông kinh quá. À, bây giờ là dè đấy. Mình rơi xuống đây mình bị hẹo ấy nhỉ.
Đúng, chứ gì mình dẫm vào cái đầu đỏ mình cũng hẹo á. Thế thì đơn giản. Im mồm. Thế mà trượt chân xuống được. Phải nhảy sang cái chỗ nhô nhô cái kìa, thấy không? Thấy rồi, thấy đấy, rồi. Thế. Thấy rồi, 10 điểm về. Vừa nãy nhảy là quá xa đấy. Ủa, ui, ui. Tưởng đập mặt cái dụng xuống rồi các bạn mình. Ôi. À, bây giờ bồn cầu lại là cái cầu cho mình luôn. Bồn cầu này không phải là quái vật, nó mà là quái vật mình nhảy vào mất chân. Đây chỉ là bồn cầu bẩn thôi. Trượt chân một phát lọt chân ở bồn cầu này về, tắm mấy hôm không hết mùi. Kinh khủng. Ok luôn. Gì đây? Sao này tường cao thế? À, nhảy xuống. Nhìn thấy xương xương là có 3 con quái vật bồn cầu ạ. Ôi ôi, toang rồi, trời đông lắm. Nhanh lên, nó đang đuổi đứa khác kìa. Ui, có đứa đuổi cho mình kìa. Đuổi. Kìa. Đồ ăn hại. Cảnh thế các bạn khó, mấy con này không dẫm được lên đầu nó hay sao á. Thế á? Ừ. Ừ, đi rồi. Quãng rộng dài hả? Đuổi hộ. Vừa chạy vừa nhảy cho nhanh. Thôi, nó cứ há mồm ra kìa, gầy quá các bạn ơi. Đây này, cái chỗ này có một con nhá, nhớ nhá, chỗ này có một con này. Không còn rồi. Con à? Nhảy lên, thoát rồi các bạn ơi, nhảy lên. Một làng toilet ở dưới luôn. Thằng kia chết. Nó không chết đâu. Nghệ lắm, nó nghệ cả củ ấy các bạn. Được của nó đấy. Ghê. Rồi, bây giờ đây. Có cái gì đây? Paint yourself, tự vẽ mình. À, tự sơn, à nghĩa là tự chọn. Custom, à mình được custom. Ồ ôi, nhìn ghê đấy. Chiến binh đầu trâu mặt lợn. Ê, có con mặt chó kìa. Con chó đen á, mà hợp bộ vest đen hiểu không? Lấy mặt con chó đen á. Ôi, vẫn thành chó trắng các bạn. Ui, có cả mũ các bạn ơi. Sao anh đội một làng mũ vào đầu này? Làm sao để cởi ra? Em không biết. À. Ê, đi vào đây để nhảy cà tưng lên rồi sao? Ôi, sao bị chậm này? Người đờ đờ các bạn ơi, bên Thành nhìn đờ đờ rồi. Bên Thành đã đeo quá nhiều trang sức dẫn đến quá nặng các bạn ạ. Thế sao bây giờ? Bây giờ để bỏ được cái đồ này ra. Cái kia người ta đi vào cái chỗ. À. Cái kia. Rồi ok. Bây giờ mình thử đi vào đấy xem mình có đi nhanh hơn không nha các bạn. 2000 years later. Ô, tại sao lại bị chậm nhỉ? Đấy. Ôi lại còn nhanh quá bạn ơi, vừa nãy thì chậm quá, bây giờ thì nhanh quá này các bạn. Rồi bây giờ làm gì? Bây giờ nhảy ở đây à? Hay thắng rồi? Thắng rồi à? Ôi trời ơi, game là dễ các bạn ơi. Cái gì đấy? Nó gì? Tự nhiên hẹo vậy. Tôi không biết gì đâu. Thắng rồi các bạn ạ. Thắng rồi, mình thấy không còn đường rồi. Ôi dồi ôi, em tưởng quái vật bồn cầu ở bên Quỹ Thành thế nào. Hay tuyệt vời chứ còn gì nữa. Để xem đằng sau này còn chỗ nào đi nữa không. Hết rồi. Rồi các bạn ơi. Ôi dồi. Vậy là tụi mình đã chiến thắng cái trò chơi này rồi. Rất vớ vẩn các bạn. Rất vớ vẩn. Cái này không cho chơi à? Trên kia nó chỉ cho động vật, còn player là cái kia, đúng rồi. Vậy là bên Quý Thành hôm nay đã khám phá và cho các bạn xem những cái con quái vật trong bồn cầu siêu ngầu luôn. Và tụi mình bị nó cắn mông không trượt phát nào, cứ vào thảm thiết các bạn đều biết. Bài học rút ra là các bạn hãy nhớ vệ sinh toilet. Đúng rồi, đừng để nó bẩn, nó biến thành quái vật, nó gặm mông các bạn đấy. Đúng rồi. Và bên Quý Thành đã trở thành người đầu camera và đã quay được bộ phim này. Nếu bạn thích video này đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh và đừng quên xem quảng cáo nhé. Còn bây giờ, bye bye, see you soon.